Chào Trịnh Tiền, chào Nguyễn Hậu, chào cô Tám Chiến Tường, chào Thắng Lê. Thắng Lê ơi, thầy nhận được mấy thùng mì con gửi rồi nha. Chào cô Phượng. Mấy hôm nay bị cảm, bị trời đổi gió cho nên bị cảm, cho nên hôm qua không có tụng kinh được, hôm nay ráng ráng một chút. Chào Ngân Linh. Lời than của mẹ như đời, lúc hoang lúc nhật là cơn tham sầu. Đàn kêu rải khắp nam lầu, đàn kêu con chiều một bầu quê hương. Đàn kêu lắm nỗi đoạn trường, đàn kêu lá rụng đầy đường tiếc thương. Chào Giác Lâm, chào Nguyễn Hậu, chào Nguyễn Ngọc, chào Kim Định. Đàn kêu nhỏ lì chen quà, đàn kêu thấp chốn gần xa tu hiền. Đàn kêu lắm đi nỗi đau phiền, đàn kêu mà lì bệnh nghiêng cung đào. Đàn kêu sự liêu sang vào, đàn kêu qua nở tại sao qua tàn. Đàn kêu yêu ai chẳng lớn còn đằng thi.
đàn tiêu những hẹn tu kỳ đàn tiêu thức tình già thí cho rồi đàn tiêu nghe đến vội hồi đàn tiêu có mẹ dậy thôi hai đàn đàn tiêu thắp chốn trần tàn đàn tiêu con nở phụ phàng mẹ xưa đàn tiêu nước đi mất như mưa đàn tiêu mẹ mở thì chưa đào lầm đàn tiêu nam nữ con đành đàn tiêu mẹ mở đèn sáng nát lòng đàn tiêu mẹ ráng thăm bồng đàn tiêu mà lệ tuôn dòng nhớ con đàn tiêu lệ mẹ tràn trề đàn tiêu con ở mẹ về đàn kiêu lê thứ sáu sào đàn kiêu cho mẹ lòng đau khắp trần đàn kiêu khắp chốn xa gần đàn kiêu nam nữ nên cần phải tu đàn kiêu trong lúc sương mù đàn kiêu dẹp mạnh sướng thu sáng ngời đàn kiêu mẹ đất cha trời đàn kiêu mẹ nhớ con thời xa đi đàn kiêu mẹ mở khóa trì đàn kiêu nam nữ sáng đi ra về đàn kiêu lì mẹ tràn trề đàn kiêu con mãi mặn mê hồng trần đàn kiêu còn có một lần đàn kiêu nhân thiện lập thân cho rồi đàn kiêu mà giả bội hồi đàn kiêu mà mẹ dầm trôi lì sầu chào Cẩm Loan chào Phai Nguyệt chào Ngọc Hiền chào Trịnh Văn Hữu sợ con trẻ hỏi luôn lầu cho nên giả mẹ đại cháu lo buồn lo con lạc nẻo lầm đường sợ con chậm bước một trường khó đi cho nên mẹ có nghĩ gì dầu đời chế nhạo dễ khi đâu mà nữ nam con gượng lên thoạt mẹ đem quyền diệu sử em ma tà con ơi tiên cầm lạ nhà hay là biển khổ phụ quá quên tàn phù du thấy ấm đăng vàng buông thân nhạo lọc quên tràn long qua con ơi nam nữ gần xa ráng nghĩa theo mẹ chỉ ta mấy lời dầu cho biến đổi non trời mấy lời mẹ dặn con thời đừng sai dặn con mẹ nhớ hằng ngày trong giờ đến hỏi gái trai con về
đời con. Hành mau cho đạo lý tròn, con thuyền giải thoát mẹ còn đợi trông. Mang tiên lệ mẹ đức trọng, cung vàng nhớ trẻ bế bồng trân châu. Qua thương mới mở đạo màu, khắp đành mắt lóc tai hầu làm ngơ. Thương con đứa dạy đứa thờ, mẹ đâu đành già lặng lơ phụ phàng. Con mới quên hạ là nhàn, dịch mình con thấy một càng trong dấu. Sáng lo tìm đạo lý màu, làm thiền cho trẻ có hầu sáng sống. Sáng sống rồi trẻ yên lòng, lên đường tìm đạo đặng hồng dự thi. Ngày này con đến nhịp kỳ, mẹ ngồi mẹ đợi con thi thế nào. Đến trường nam nữ bước vào, đức tài hai trẻ cùng nhau thi liền. Thi đây đâu phải thi tiền, thi vàng thi bạc đổ liền đâu con. Lời than của mẹ hao mòn, thi bằng tài đức thì con đạt thành. Thương con mẹ thả thiền lặng, trưa chiều mới sớm thiền thăm dạy bài. Sợ con lỡ hỏi điên đài, mẹ hiền tâm để sớm mai trưa chiều. Trần mê nam nữ dập dìu, đua theo hương sắc quên điều đạo nhân. Cho nên tin Phật thuốc thần, thương người lương thiện đời chân suốt trần. Mở cái đạo lý xa gần, nhắn cho nhân thiện dưới trần sửa sang. Đừng quên địa chỉ cung vàng, nhớ rằng quân hạ là càng thế nước. Cho nên mẹ mới đem đường, nhắc cho con trẻ nào thương trở về. Mấy hôm nay cảm quá, tiến hết trong bị ho nữa. Nhưng mà hồi chiều lên trên Facebook thì thấy một hoàn cảnh đáng thương, cho nên quỳ vẫn có vận động với Phật tử mình ủng hộ. Là đường vô chùa Minh Viên của mình ở phía trước cổng Ngọc Sơn Vinh, phía bên tay phải thường thường có một chú bán vé số gọi là chú Quỷ Thời. Hồi còn trẻ thì chú cũng hay làm công quả trong các chùa chiền, cho nên pháp danh của chú là chú Quỷ Thời. Rồi những năm gần đây chú bệnh teo cơ, nằm một chỗ đi xe lăn. Nhưng mà nhà nghèo không có nhà ở, đi mướn cái nhà ở phía trước cái ngã ba, ngay cái cổng Ngọc Sơn Vinh chú ở. Bây giờ cái căn bệnh nó nhiều lên, chú không bán cái số được nổi nữa. Thì chiều nay chú Võ Minh Cường, tức là chú Vinh, là trưởng ban mặt trận,
của thôn Phước Thành có đăng một cái bài viết kêu gọi sự đóng góp của cô bác gần xa để ủng hộ cho chú mua thuốc trị bệnh. Thì nhân đây quay chẳng cũng mong quý Phật tử mình có coi trong cái live stream này, quý vị bớt một bữa ăn sáng để giúp cho chú Quỷ Thời có tiền mua thuốc trị bệnh. Hiện chú đang ở ngay chỗ cái ngã ba cổng Ngọc Sơn Vinh, cổng chùa Ngọc Sơn Vinh. Chú Quỷ Thời bán vé số chiều thì có đăng trong Facebook. Mọi người thương quý nhận, lá lành tình lá rách thì quý vị ủng hộ, nhìn một bữa ăn sáng giúp đỡ cho chú. Thì hy vọng là chú sẽ có tiền uống thuốc. Người ta mới cứu một người còn hơn xây 10 cảnh Phật. Nếu mà có duyên thì bà con mình đóng góp nha. Thầy cầu chúc cho những ai có cái lòng từ thiện, mỗi đó qua xem tâm của chúng ta càng ở ra càng tươi tốt, được gặp nhiều may mắn và an lành. Ngày nay mẹ mở đạo màu, thả con thiện đạo đặng hầu rước con, cần chuyên đạo lý cho tròn đức tài tròn đổ lầu xóm con nhà. Khi này nam nữ đầu cao, mẹ mừng con mẹ cùng nhau tương phù, đạo hiền một chiếc thuyền chung, nữ nam một dạ chung cùng bước lên. Mẹ còn ngồi đợi kề bên, chờ con một dạ dần lên cung đình. Con ơi con ở phụ tình mẹ mở thiện trinh đời cha. Xin chào Văn Thúy, Văn Thí, Ngân Hồng, Nguyễn Ngâm, Tu Thị Mỹ. Dạ Văn Thúy ở đâu à? Ở đâu mà nhắc thầy có gì cũng cho má à? Chào cô Liễn Hoa. Chờ con nắng mẹ đã mờ sương phai mái tóc con khờ có hay. Kêu con không để đêm ngày, nhớ con không nghĩ đành ai mà tàn. Kêu con thì lì gian quà, nhắc con dòng lễ thành xa cầm hồng. Nhớ con khi ở cung phòng, thương giờ mua hát mạng rồng vào ra. Mẹ dành ngắm nhiều chương tòa, mạo vàng đai ngọc lễ hòa khó hơn. Cho nên mẹ mới bánh chừng, quá thương quá nhớ có ngưng giọt sầu. Mở ra một mối đạo màu, tìm con trở lại mẹ hầu nhũ tiên. Mặt đời cho mẹ khùng điên, vì thương con dạy nửa kiên trần. Mẹ than hồi có một lần, con nào thương mẹ ra thành đừng sai. Giờ này tới buổi chia tay, dạ con ở lại yên.
chào anh võ. Bữa nay yếu, cái tiếng của thầy nó yếu xìu, nghe không rõ phải mọi người ạ? Chào cô Tám Chiến Tờ, chào cô Loan Bến Tre, cảm ơn Tô Thị Mỹ. Qua lời kêu gọi giúp chú Quỷ Thời hiện đang bị bệnh nặng ở ngã ba cổng chùa Ngọc Sơn Dinh, thì cô Tâm Phúc ở chùa Minh Đức Khánh Hòa ủng hộ 2 triệu đồng. Cô Hằng ở quận 8 ủng hộ 500 nghìn. Một Phật tử giấu tên nhờ thầy ủng hộ 500 nghìn. Xin cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều.
vòng tay lớn vòng tay mở rộng, giúp được người qua lúc khó khăn ấy là linh đi tử chương toàn. Con ngoan của mẹ con hiền mười phương, cảm ơn Phương Lê đóng góp cho chú Nguyễn Thời 500k, thầy cảm ơn nhiều. Nay Phương Lê có lòng đại hải, giúp Huệ Thời trong lúc khó khăn, nguyện cầu pháp bảo mười phương mẹ cha xin chứng Phương Lê an hoàng. Cùng kim định tâm lòng nhân nghĩa, giúp Huệ Thời trong lúc khó khăn, tấm lòng nhân hậu nghĩa nhân, giúp ba người vượt khó thân ta an hòa. Mình nhìn mặt nhìn nắng giúp đỡ, cùng đồng bào huynh để chi giao, con cha con mẹ một màu tấm lòng nhân hậu bề trên chính lòng. Con của mẹ có lòng đại lượng, nghĩa trung hiền yêu nghĩa chi tiên. Chào cô Yến Nguyễn. Nay thời linh đi tử khắp nơi, chung tay cùng giúp cho anh Huệ Thời. Cảm ơn Kim Định nhiều, cảm ơn Phương Lê nha. Cảm ơn cô Tâm Phúc chùa Minh Đức ủng hộ 2 triệu đồng. Cảm ơn một Phật tử giấu tên ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn cô Hạnh ở quận 8 trong ban quý tế chùa Minh Viên ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn Phương Lê ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn cô Kim Định ủng hộ 500.000 đồng. Chú Huệ Thời là người bán vé số ở ngay đường vô chùa Minh Viên của chúng ta, ngay cổng chùa Ngọc Sơn Dinh. Cô chú muốn nhà ở ngay đó ở và hàng ngày bán vé số ngay trước cổng chùa. Hồi nhỏ thì chú cũng hay đi làm công quả trong các chùa cho nên có pháp danh là Huệ Thời. Nhưng mà mấy hôm nay chú nghỉ bán vì bệnh tật, không có tiền chạy chữa. Cho nên hồi chiều này được anh Võ Minh Cường, tức là chú Vinh, trưởng ban mặt trận ấp, có đăng Facebook kêu gọi bà con cô bác ủng hộ để chú có tiền chú thuốc trị bệnh khỏe khoắn để chú bán cái số tiếp. Cho nên chú cũng là một trong những thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ chùa Minh Viên, chùa Minh Viên. Chú là thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ chùa Minh Viên. Cho nên thầy cũng kêu gọi bà con cô bác hơn ai hết trong lúc này, nếu giúp được chú phải thời thì chú trị bệnh được khỏe mạnh, còn không phải thời thì chú cũng được an nhiên. Cầu mong có một phép màu để chú vượt qua. Ai đóng góp thì thầy luôn cảm ơn nhiều. Ai chưa có tiền đóng góp thì mình ai chỉ là Phật. Ngồi buồn nhìn thấy sao rơi, tội thân tội phận của ta sắp già, mong xê chịu được chiều tóc bạc, mong ngã về tuổi hạ qua sắp
ấy là sanh tử vô thường, lại thêm bệnh tật thương thân của mình. Thấy cảnh khổ bao người chướng nạn, thấy bệnh đau của khắp nhân sanh, ấy lời mẹ dạy không sai sanh và bệnh chết ai ai cũng cùng. Vậy linh nghi tử giật mình tỉnh giấc, biết quay đầu hướng thiện mà tu. Mình là con mẹ yêu trì, mình là linh nghi tử cung nghi mẹ hiền. Con của mẹ có lòng đại lượng, nghĩa tội hiền thiếu nghĩa chi tiên. Thấy trong huynh đệ chị em lúc nguy gian, có cả tay giúp liền. Cảm ơn Tùng Thảo ủng hộ 300k, thầy cảm ơn nha. Lòng đại hải đại đồng thi chân, nghĩa thâm tình huynh đệ chị em. Khó khăn đâu thể ngó lơ, chung tay giúp qua cơn nguy sầu. Thấy người bệnh biết sao ta bệnh, thấy người đau sao lược là ta. Âm lòng trong lúc đau sầu, gặp cơn mưa phá tay lầu dưới ban. Xin cảm niệm tâm lòng Phật tử, xin tri ân con mẹ xa gần. Mở lòng nhân nghĩa từ tâm, giúp gian khó qua cơn khổ sầu. Tâm chí nguyện lòng lành đại hải, nguyện lớn trên trời Phật chứng minh. Mẹ ơi Phật mẫu chiêu cung, mẹ thời lực hiện nghe con nguyện cầu. Xin mẹ độ cho đàn con mẹ, người biết tu nhân nghĩa chu toàn. Độ cho con mẹ trần miền bệnh an khỏe mạnh biên biên thọ trường. Xin ban lộc pháp tài khắp chốn, cho dương trần phương tiện biết tu. Tâm lòng nhân nghĩa để quýnh, nghe lời kêu gọi giúp an mọi người. Xin đáp bệ tạ thịnh tình nam nữ, tỏ lòng thành kính Phật thương nhân. Thương người khôn khó hơn mình, cha tay giúp mà đỡ tay định chứng minh. Xin lại mẹ cầu an ta tâm, độ muôn nhà thoát đi nạn phong ba. Quân ba chi quyết tu hành, trở về chốn cũ đại sanh mẹ chờ. Cảm ơn nhiều cho quý Phật tử, cảm ơn mọi người đã thương yêu quệ nhẫn trong mấy chục năm qua.
Cảm ơn tấm lòng của quý Phật tử luôn luôn đồng hành cùng với Minh Duyên Huệ Nhận. Dù khó khăn, dù gian khổ, lúc huy hoàng hay lúc khó khăn, quý vị đều ở bên Huệ Nhận và giúp đỡ, cũng như hưởng ứng những lời kêu gọi, những công tác Phật sự và những chiếc thiện nguyện. Qua lời kêu gọi giúp chú Huệ Thời ở trước cổng chùa Ngọc Sơn Vinh từ hồi chiều đến giờ cũng đã được hơn 4 triệu rồi. Hy vọng với tâm nguyện của mình, Huệ Nhận kêu gọi được 10 triệu cho chú đi bệnh viện trị bệnh, được khoảng 4 triệu 3 rồi ạ. Cảm ơn rất là nhiều tấm lòng của quý vị. Hy vọng là Huệ Nhận cầu nguyện xin được 10 triệu ủng hộ cho chú. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Thôi, Huệ Nhận xin phép được kết thúc buổi live stream hôm nay. Vì mấy bữa nay bị cảm cúm quý vị. Bây giờ thì thở được 60% rồi, chỉ còn nghẹt mũi và hơi rát cổ một chút xíu thôi. Hy vọng là ngày mai sẽ hết. Ngày mốt đi trở về quận 8. Sáng ngày mốt Huệ Nhận sẽ có mặt ở tại cái hẻm bánh Chico ở quận 8, phường 16 quận 8, ở ngay cái biểu. Mọi người có ở gần thì qua ủng hộ Huệ Nhận nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi, Huệ Nhận kết thúc live stream ở đây nha. Vô Phật.